Kính thưa quý độc giả, trong giai đoạn hiện nay, làm thế nào để trẻ yêu thích việc đọc sách và coi sách như một người bạn thân? Vì sao có những đứa trẻ rất thích đọc sách, nhưng cũng có những đứa trẻ không thích sách? Làm gì khi con quá bận rộn với việc học hành mà sao nhãng việc đọc? Thực tế, cha mẹ không đọc sách nhiều thì khuyến khích cho con trẻ đọc sách thế nào? Và còn nhiều câu hỏi nữa mà chúng tôi tạm không đề cập ở đây. Hãy đến với tác phẩm Đọc sách món quà mang cả tương lai mà chúng tôi muốn giới thiệu. Phần nào những mối bận tâm lo lắng của quý độc giả sẽ được giải đáp. Đọc sách món quà mang cả tương lai sẽ giúp quý độc giả khám phá những phương pháp đưa sách đến gần con trẻ hơn một cách tự nhiên, không hề gượng ép, do những tác giả, thành viên tích cực của dự án Bookbus, chuyến xe sách mang đến với trẻ em nông thôn. Thành viên đầu tiên là Vũ Phi Yên, chuyên gia tâm lý. Thành viên thứ hai là Trần Quỳnh Như, chuyên gia chơi với trẻ. Và thành viên cuối cùng là Khâu Thiên Viên, chuyên gia về con người. Cả ba tác giả đã tâm huyết viết nên cẩm nang Đọc sách món quà mang cả tương lai, hướng dẫn cách thức khơi gợi niềm đam mê sách dành cho trẻ em. Chỉ với 172 trang, không hề giáo điều hay khô khan, cuốn sách có lối hành văn lôi cuốn, cách dẫn dắt hài hước, hình ảnh minh họa sinh động, chỉ dẫn cho tất cả chúng ta, đặc biệt là những phụ huynh đang loay hoay bối rối, tìm thấy con đường đúng đắn trong hành trình mang sách đến gần và gắn bó cùng con trẻ. Sách sẽ trả lời cho độc giả: đọc sách thực sự cần thiết và vì sao như vậy? Khi đọc cuốn cẩm nang này, độc giả sẽ có một cái nhìn tổng quan về những gì mà sách mang lại cho trẻ em: khả năng tập trung, lòng thấu cảm, khả năng phát triển tư duy, sự cởi mở và bản lĩnh, hay tại sao trẻ lại không thích sách. Còn nhiều điều hay ho ẩn chứa trong từng trang sách khơi gợi cho trẻ sự tò mò, háo hức muốn tìm tòi và khám phá thế giới. Các tác giả đã dày công phân tích kỹ về những rào cản, cả hữu hình và vô hình, khiến trẻ em không thích việc đọc. Từ tình trạng trẻ em thời nay rất kém tập trung và bị thu hút bởi rất nhiều phương tiện giải trí từ các thiết bị thông minh, hiện đại, đến việc bản thân trẻ chán ghét việc đọc vì bị người lớn ép buộc đọc những cuốn sách chúng không thích, hay vì bận học nên không có thời gian, hay là ngay cả khi bản thân người lớn không thích đọc sách thì làm thế nào để trẻ noi gương. Sách sẽ mở ra cho chúng ta những bài phân tích tâm lý cần thiết, hướng dẫn cách thức quan sát xem trẻ thuộc kiểu người nào, hướng nội hay hướng ngoại, cảm giác cụ thể hay trực giác trừu tượng, lý trí hay cảm xúc, nguyên tắc hay linh hoạt. Xác định được trẻ đang đứng ở đâu trên hành trình làm bạn cùng sách, khi đó sẽ có thêm những gợi ý để hỗ trợ trẻ thích đọc hơn và đọc hiệu quả hơn. Thông điệp cuối cùng của cuốn sách chính là nhóm ngọn lửa tình yêu với sách. Nhóm tác giả đã đưa ra một danh sách rất cụ thể những việc cần làm và nên làm để đem sách đến với trẻ. Từ hướng dẫn cách giới thiệu và khám phá một cuốn sách sao cho thật hứng thú, đến cách tự làm một cuốn sách nhỏ, làm kẹp sách hay chuẩn bị cho trẻ một không gian đọc để trẻ thoải mái và sẵn sàng khám phá cùng sách. Bên cạnh đó, sách còn hướng dẫn cách thức chọn đúng sách, đọc sách khoa học, một món ăn khó nhằn mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để thưởng thức. Làm thế nào để trẻ yêu thích việc đọc sách và coi sách như một người bạn thân? Thì việc hiểu được quy luật của tâm lý, của bộ não, hiểu được sở thích của trẻ, biết được cách thức khơi gợi niềm đam mê với sách, chắc chắn bạn sẽ thành công. Hy vọng cuốn sách này có thể giúp mọi người tạo thói quen đọc sách cho trẻ, giúp trẻ có thể tiếp cận đến kho tàng tri thức của nhân loại và trở thành một người có tâm hồn giàu đẹp sau này. Còn chờ gì nữa? Ngay từ hôm nay, ngay từ lúc này, hãy tập cho mình thói quen đọc sách. Thật đơn giản phải không nào? Chỉ cần ngồi một chỗ, nhâm nhi từng trang sách, lĩnh hội kiến thức của toàn nhân loại. Khi đọc sách, ta sống cuộc sống của nhân vật, ta đau nỗi đau của nhân vật, ta hạnh phúc niềm hạnh phúc của nhân vật. Qua những nhân vật và số phận của họ, tâm hồn ta lớn lên từng ngày, trái tim ta đồng cảm hơn, yêu thương hơn, tầm nhìn của ta đa chiều hơn, sâu rộng hơn, để từ đó ta trở thành một con người hoàn hảo hơn. Xin cảm ơn các tác giả đã cho người đọc có cái nhìn thực tế và tích cực hơn đối với việc đọc sách. Nào, hãy thử nghiệm ngay, bởi điều này sẽ có ích đối với chúng ta và con cháu chúng ta. Hàng năm, nhân chào mừng Ngày Sách Việt Nam, Thư viện tỉnh Đồng Nai thường tổ chức các hoạt động với nhiều hình thức đổi mới và sáng tạo như trưng bày triển lãm sách,
chương trình giao lưu tác giả tác phẩm, trả lời câu hỏi tìm hiểu về tác giả tác phẩm, tọa đàm về sách, kỹ năng đọc sách và phát triển văn hóa đọc, chương trình xếp sách nghệ thuật hay tổ chức các trò chơi, sinh hoạt tập thể cho các em tùy theo độ tuổi, cấp bậc học với những chủ đề khác nhau theo từng năm như sách ươm mầm ước mơ, những trang sách yêu thương, v.v. Với mong muốn khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về tầm quan trọng của việc đọc sách, nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người. Đến với ngày hội, bạn đọc sẽ được trang bị thêm nhiều tư liệu bổ ích và quý giá, góp phần phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, nâng cao kiến thức. Và quan trọng nhất là mỗi người đã đóng góp một phần vai trò, trách nhiệm của mình trong việc khơi dậy một nền văn hóa đọc của dân tộc.